hello anh em video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em là thu âm ASMR làm sao nghe cho âm thanh nó thú vị với video của các anh em và đặc biệt là những anh em nào mà chuyên làm những cái video như là unbox nè review nè ăn uống nè nấu, nấu ăn nè ẩm thực nè rồi múc ban nè tất tần tật những cái video mà không chỉ là thu voi hoặc là không cần thu âm thanh từ miệng luôn mà thu những cái âm thanh khác như anh âm thanh khui đồ âm thanh ăn uống hay là âm thanh của mọi cái môi trường xung quanh thì video này mình nghĩ là các anh em sẽ thích còn bây giờ để anh sẽ nghe thử một cái nè rồi đây là ví, ví dụ mình có một cái vòng tay ở đây và mình sẽ cho anh em nghe cái âm thanh của cái vòng tay đó khi mình tương tác với nó mình tháo cái video của nó ra nè thì không chỉ là việc mà các anh em nghe được cái âm thanh đó khi mà nó ở gần mình mà các anh em còn sẽ nghe nó khi mà mình để ở gần camera để cho các anh em xem cận nè thì đây là cách làm và nếu như không phải cách mà mình setup thì khi mình tắt hai cái micro đó đi thì anh em sẽ nghe cái âm thanh nó giống như thế này các anh em sẽ không nghe được cái âm thanh của cái vòng này nó to như hồi nãy đâu ha còn khi mà mình để gần camera nữa thì nó như bị điếc vậy à, rồi vậy thì vào video và mình sẽ hướng dẫn các anh em setup âm thanh hay khi mà quay video Trước khi vào video chính thì chúng ta sẽ có một lưu ý nho nhỏ và lưu ý này nó đến từ những câu hỏi mà các bạn đã dành cho mình đó là việc chúng ta có cần phải có một phòng cách âm tốt hay không để chúng ta có thể thu được những cái âm thanh hay. thì câu trả lời của mình có hai phần như sau. Một đó là Tất cả các setup của mình đều không cần phải có một phòng cách âm hay hoặc một phòng cách âm tuyệt đối tốt Tại vì ngay cả trong căn phòng của mình thì phía sau đó cũng đang có một cái máy lạnh nó rất là ồn ở phía sau Và mình cố ý mình để như vậy luôn, mình cũng không thay cái máy lạnh đó Để một điều là, để mình show cho bạn xem là trong một môi trường mà nó có tiếng ồn thì chúng ta vẫn có cách làm chỉ cần chúng ta xét đúng cái âm lượng chúng ta xét đúng cái máy là nó sẽ có thể loại bỏ kha khá những cái tiếng ồn mà chúng ta không mong muốn đó nhưng phần thứ hai đó là các bạn nên có một cái môi trường mà cái âm thanh ồn ở đó nó không ảnh hưởng đến bạn nhiều nó không ảnh hưởng ở đây là không ảnh hưởng đến sự tập trung của bạn và không ảnh hưởng đến cái việc là nó sẽ có một cái âm thanh quá lớn đi vào trong cái video của bạn cho nên bạn không cần phải có một phòng cách âm nhưng cái khu vực các bạn làm nó cũng cần riêng tư một chút xíu và mình nghĩ là cái này các bạn có thể thu xếp được và nó sẽ không cần quá đắt tiền. À ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào việc chính nè. Nguyên tắc thu âm đầu tiên của ASMA và cũng như là mọi cái biện pháp thu âm khác đó là bạn sẽ cần cố gắng để cái nguồn phát ra âm thanh nó càng gần micro thì càng tốt. Ví dụ như khi mà mình để miệng của mình gần micro này thì bạn nghe âm thanh nó hay, còn khi mình để miệng xa ra khi mình để mình xa ra thì cùng một cái giọng nói của mình thì các bạn nghe âm thanh nó chán hơn rất là nhiều nó có thể to nhỏ nó không ổn định và thậm chí các bạn nghe cũng chỉ toàn là tiếng vang ở trong cái khu vực này thôi thì đó là câu chuyện nguyên tắc số 1 hãy cố gắng để micro càng gần nguồn âm càng tốt và lúc đó các bạn sẽ thấy rằng ở đây mình có một cái setup mình để rất là mắc cười đó là mình có một cái mic và mình thay vì mình gắn nó ở trên đây ha hay mình gắn ở trên đây thì mình lại gắn nó ở phía gần cái ống kiến tức là mình sẽ cố gắng mình để làm sao cho cái micro này nó càng gần cái nguồn âm thanh càng tốt và các bạn nên nhớ rằng cái việc để gần đó đó cứ mỗi 5 cm hay 1 cm thôi nó cũng gây nên hiệu quả rất lớn có nghĩa là nó sẽ có thể thay đổi những cái hiệu quả nó nhiều hơn là bạn nghĩ cho nên mỗi 1 cm gần hơn nó đều đáng quý cả và bạn phải cố gắng đặt cái nguồn âm thanh này càng gần càng tốt rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ở phía đồ chơi của mình ở trên bàn nè rồi các bạn thấy không đây là đồ chơi của mình ở trên bàn thì bỏ qua cái cục này ha cái cục này là một cái cục khác nên có hai cục chúng ta sẽ có hai cái cục ở trên đây mà để chúng ta dễ nhận biết đó là một cái hai bộ micro một bộ thì nó có chữ logo của rốt màu trắng và một bộ nó có logo rốt màu xám thì bộ màu xám này là bộ mình mình đang xài mình đang xài mình đang ghi âm cho cái video này còn bộ uh, màu trắng là bộ mình để để minh họa cho các bạn uh, <laughs> bây giờ mình nói về dụng cụ mình sẽ có một số dụng cụ như sau đầu tiên micro bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái sự thú vị của bộ rode wireless mi này là vì sao mà mình mua nó tới lần thứ hai rồi thì đối với lại bộ rốt thường nhưng hoặc là những cái bộ rốt pro đi kể cả một bộ rốt pro mà mình mới mua ở đây Con bộ rốt pro mình mua là khoảng gần 9 triệu á các bạn Thì đây nhìn nó rất là pro đúng không nhưng nó có một thứ mà Con Wallace nó có một thứ mà con pro không có Đây Các bạn sẽ thấy đây là cục nhận của con pro và đây là cục phát của con pro Thì đối với lại cục phát á thì nó sẽ có một cái micro À nó sẽ có một cái micro đây, nhìn đây cho các bạn xem cho rõ nè, nó có một cái micro ở đây nè, đó. Rồi, nhưng mà trên cục nhận thì nó sẽ không có cái micro nào cả. Cho nên là nếu như bạn xài đối với đại bạn nào xài wireless pro á, hoặc là những cái mic khác á, những cái mic không dây của bất kỳ hãng nào đó thì nó sẽ có một mục tiêu như sau, đó là việc các bạn sẽ gắn cục nhận lên trên camera, rồi xong, bạn cắm dây vô. Còn cục phát các bạn đưa cho ai đó hoặc các bạn dùng để làm gì đó thì cục phát nó sẽ truyền âm thanh đến cục nhận Hết End game Không có cái gì để nói nữa hết Trắng phèo 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu Cũng trắng phèo Nhưng Con Rode Wireless Mi nó khác, nó có 2 triệu mấy thôi, nó 2 triệu 7, 2 triệu 8 gì đó Nó khác, nó khác, nó khác, đây Bây giờ con Rode Wireless Mi nha, cho coi coi nó khác chỗ nào nè Đây trên con rốt Wireless B thì các bạn đang thấy ở trên đây nó đây là cục phát và đây là cục nhận và cả hai cục này nó đều có mic. À, ủa đâu rồi mic đây. Nhầm 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 mic đây. đây. Trên cục phát lẫn cục nhận nó đều có mic. Đây, cho các bạn xem gần hơn. Đây. Trên cục phát và cục nhận nó đều có mic. À, và với cách làm này thì nó thú vị hơn rất là nhiều à. Ô, bây giờ mình quên mở cái mic ASM lên giờ mở lên cho bạn xem này hả à. mở lên thì nó sẽ giống như vậy hãy giờ các bạn sẽ nghe được nhiều âm thanh hơn làm play rồi thì cái cách làm của con Rode Wireless Mi này nó hay ở chỗ đó là khi bạn gắn cục nhận khi bạn gắn cục nhận lên trên máy bình thường nha bình thường khi các bạn xài nha các bạn sẽ gắn cục nhận như vậy đúng không đó. Rồi Hoặc là bạn gắn lên trên đây đi Rốt nó có hay làm mấy cái đồ mà nó mềm đẹp Nhưng mà vấn đề nó làm dễ bị chạy lắm Rồi còn gắn vô Thì có phải rằng đây là cục nhận Còn đây là cục phát Bạn đưa cục phát này cho người khác Mà người ta sẽ nói Và cục nhận này nó cũng có micro Thì bạn vừa quay bạn vừa nói vào đây mua một mà được hai tiện không? trong khi đó bạn chỉ cần đúng hai cục này thôi, bạn sẽ cái người quay sẽ không cần phải đeo thêm một cục hay không phải ba cục nữa. Nhưng chưa hết, trong trường hợp mà mình muốn quay ASMA thì cái cục nhận này nè, nó sẽ giải quyết hai câu chuyện. Rồi mình sẽ gắn cái cục nhận này lên phía trên camera luôn. Đó, rồi khi mình gắn nó lên trên camera luôn giống như thế này, các bạn thấy không? đó à, thì nó sẽ ở rất là gần ống kiến cho nên là khi mình quay bất cứ thứ gì close up thì cái micro này cái micro này nó sẽ ở rất là gần cái chủ thể rất là gần cái nguồn phát âm và nó sẽ tạo ra âm thanh hay và đồng thời mình vẫn còn dư mình vẫn còn dư một cái mic khác mình vẫn còn dư một cái cục phát khác để mình đưa cho ai đó cầm hoặc là mình để gần lấy ví dụ như trong trường hợp này của mình đó là mình sẽ để một cục đâu rồi đây đây là mình có một cục nhận của con Rode Wireless Pro mình để đây à. rồi mình để đây để cho nó thu âm thanh ở đây và một cái cục khác mình để ngay trên mình để ngay trên cái camera mà các bạn đang xem hình á để nó thu âm thanh khi mà mình đưa tới thì lúc đó bất kỳ một cái âm thanh nào mà mình để gần ở đây của mình thì nó sẽ cái cục đây khi mình để gần ở đây thì cục này nó sẽ thu nè lấy ví dụ nha đó các bạn thấy không thì nó sẽ âm thanh nó sẽ vô cục này còn khi mà mình để gần ở đây cho các bạn xem thì âm thanh nó sẽ vô cái cục trên kia thì đó là nguyên tắc đó rất là đơn giản nên do đó là lý do tại sao mình nói là cái rốt wireless me cái cục Rode Wireless Mi nó có một cái mà tất cả các mic khác không có mà dù nó khá là rẻ nó chỉ tầm dưới 3 triệu thôi nó rất là đơn giản để sử dụng luôn nó có một cục RX và một cục TX và có thể dùng rất là rất là dễ dàng rồi bây giờ mình sẽ nói về câu chuyện cách setup âm thanh ở trên máy như thế nào nè chỗ này nhiều bạn sẽ quan tâm nè rồi mình nghĩ là phần này là phần hay nhất của video nè Cách setup máy như thế nào để quay ra được cái âm thanh không bị noi, không bị lẫn tập âm nhiều mà vẫn rất là hay Và đây là cái mà sẽ giúp những bạn nào lần đầu tiên tiếp xúc với lại các micro và lần đầu tiên uh, thắc mắc về chuyện thu âm các bạn sẽ biết Còn những bạn nào mà pro rồi thì cái này dễ à, chả gì khó cả Rồi, ok, chuyển qua góc camera khác dễ coi nè Rồi, à, à... các bạn sẽ thấy khi các bạn quay á nó sẽ có một cái thanh là cái thanh mà biểu thị cái level meter ở đây. Cái thanh này nè, nó sẽ giúp cho các bạn coi coi là cái độ lớn của âm thanh nó như thế nào. Rồi, tự tìm hiểu trong cuốn sách hướng dẫn coi làm sao để bật nó lên. Thì ở đây thì đối với lại cái máy của Sony ZV-10 bấm lên thì nó sẽ có cái level audio ở đây, bấm vô. Thì cách làm là các bạn phải bật lên được cái màn hình ở đây nha audio record level mấy nào không có đó đi tự tự đi tìm đi không có uh, hướng dẫn được đi hỏi mà em em xài máy a em xài máy b sao biết được mấy em mấy nào thì em em sẽ tự đi tìm rồi cách làm như sau là khi các bạn mua bất kỳ một cái máy nào về thì nó sẽ có cái âm thanh giống như thế này và khi các bạn nói vô thì cái thanh âm thanh nó sẽ nhảy nó nhảy 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 nhảy, nhảy để cho các bạn biết bạn nói và như rất là nhiều người khi mà test mic á hơi tay gì nè cái đó là của mấy thằng không biết làm muốn test mic á im lặng đừng đừng có như vậy đây là cái giai đoạn lúc sau chưa bước một im lặng im lặng cực kỳ đừng nói gì hết á biết chưa không bạn khi bạn im lặng á thì bạn coi coi cái thanh audio level meter này nè nó nhảy ở mức thứ mấy tất cả các micro mà các bạn cắm vô một cái máy cái máy này nó có giá khoảng mười mấy triệu thôi cho nên là sẽ không bao giờ các bạn sẽ thấy được câu chuyện là cái audio level meter mà nó về không như thế này các bạn sẽ luôn thấy tối thiểu là nó sẽ có một vạch luôn tối thiểu là sẽ có một vạch cho nên cho nên việc của các bạn đó là im lặng im mồm đi đừng nói gì cả sau đó là các bạn sẽ chỉnh các bạn sẽ chỉnh cho cái audio level meter này nó nhảy lên Và các bạn sẽ cần một cái âm thanh ồn của môi trường Thì do là trong phòng của mình nó không đủ ồn như môi trường Cho nên mình sẽ làm một cái giả ồn Tức là mình cầm một cái cục giống như vậy Mình bóp Để mình làm giả cái âm thanh ồn để cho cái máy này nó ghi nhận Và sau đó mình cứ cộng lên dần rồi mình cộng lên cho tới khi nào mà mình im lặng hoàn toàn á mà cái tiếng ồn này nào bắt đầu nó nhảy lên cái mức 2 tức là mình hiểu được rằng là cái tiếng ồn này nó đã bắt đầu có thể ảnh hưởng đến cái âm thanh của camera và mình dừng ở đó mình dừng ở đó mình dừng ở đó sau đó mình mới làm cái động tác như vậy nè để anh chị các bạn để coi coi cái thanh này nó chạy nó đụng tới bao nhiêu à ok nó đụng tới mức số 3 tức là tức là nó có thể hít được cái âm thanh mà người nghe nghe được thì lúc đó cái này nó mới hiệu quả nhưng mà test cái này nó cũng chả biết nó cũng chỉ để biết là cái mic của bạn nó có đang nhảy hay không thôi chứ nó cũng chả biết cho các bạn thấy được cái mic đó nó có hay hay không có xét đúng âm thanh hay không nên cho đó là bỏ bớt cái thái độ đi nha bỏ bớt mấy cái này đi rồi câu tiếp theo để mình chỉ các bạn đó là các bạn sẽ nói vào trong cái mic này hoặc là các bạn cứ nói một cách bình thường khi nào khi nào khi nào cái âm thanh của cái cường độ này nè nó nhảy lên mức giữa trừ 12 và trừ 3 là ok vậy thì các bạn thấy gì đây nó vẫn còn không, không bình thường đúng không rồi và chúng ta vẫn bóp cái này nha Để chúng ta coi coi cái này nó nhảy cỡ nào và chúng ta thấy nó vẫn chưa được, mình tăng lên tới 15. Rồi ở mức 15, ở mức 15 thì mình thấy nó nhảy lên ở mức tiệm cận với lại 12 và 13. Tức là ok, tức là bạn phải làm sao cái cách kiểm soát, cái cách kiểm soát âm thanh đó là làm sao để âm thanh bạn mà, mà bạn nói lúc bình thường á thì nó sẽ nằm giữa nó sẽ nằm giữa ở phần 12 với lại ba. Còn khi mà bạn im lặng á, nó nên nằm ở dưới ba vạch. Được ha, dễ ha. Cực kỳ giải luôn đúng không? Và đó là lý do tại sao mà khi cho dù là một cái micro xịn giống như con zv 10 này thì trong môi trường này là tốt nhưng mà khi đi ra ngoài thì nó vẫn không đủ tại vì cái micro thì nó vẫn nằm ở mặt trên. Cho nên chúng ta mới cần thêm các micro gắn ngoài và bây giờ chúng ta sẽ gắn micro gắn ngoài vào và chúng ta sẽ làm lại câu chuyện như cũ nè <laughs> mình gắn micro vào nè rồi ok hey. rồi, mình gắn micro vào nói chung là video này mình để nguyên bản ngay luôn không có cắt không có cắt gì hết đó tại vì cái những cái chỗ mà liên quan tới âm thanh đó nó rất là nhạy cảm cho nên để nguyên cái các bạn coi để các bạn biết cách làm rồi ok xong Rồi khi các bạn gắn vô Thì các bạn lại mở cái audio, cái level lên Và đây là cái sai lầm tiếp theo Của mấy bạn mà làm âm thanh nè Là các bạn gắm vô các bạn xài nó no, Mỗi mỗi cái mic nó sẽ có độ nhạy khác nhau Mỗi cái mic nó sẽ có mức gain khác nhau Mỗi cái mic nó sẽ có Những cái trở kháng khác nhau Thành ra làm ơn Cấm bất kỳ cái mic nào vô Thì cũng mở cái audio level meter lên Mà chỉnh lại nhớ nghe chưa phải cắm mic nào vô thì phải mở lên chỉnh lại còn không là âm thanh nó rất là dở đó nên tập cái thói quen nó đi cho nên là mình mới vừa cắm con rốt vào mình nó đang sử dụng âm thanh từ đây nè đó cho nên các bạn thấy không rồi cắm vào thì đây là trường hợp đã bị lỗi nè cái bị lỗi này là nó nằm ở chỗ là cái âm thanh nó hít quá lớn cái âm thanh nó hít lên đến không db lận tại vì khi mà lên hết này nó sẽ bị vỡ và cái thứ hai đó bây giờ mình sẽ im lặng mình im lặng mình chưa nói một cái gì hết mà nó có cái độ nhạy cái, cái 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 mức level này nó nhảy lên tới mức 3 lần tức là nó sẽ bị ồn cho nên bật cái này lên trả lại mình giảm cho tới khi nào nó còn lại mức 1 làm lại nha đây là 15 nè. Đây là mức 3 nè. Giảm xuống 14 nè. Nó xuống mức 2 nè. Giảm xuống 13 nè. 12 nè. À bắt đầu tới mức 11 rồi nó sẽ giảm xuống mức 1 rồi. Thì lúc đó mình lại nói mình làm sao á để cho mặc dù á khi mà nó giảm xuống mức 1 rồi thì mình nói nó vẫn chỉ nên nằm giữa khoảng từ trừ 12 đến trừ 3 thôi. Giảm xuống nữa. Alo 1 2 Đó Rồi giảm xuống nữa Alo Ok Tuyệt vời Ở mức 6 này nè Ở mức 6 này thì các bạn thấy là Khi mình im lặng thì nó sẽ 1 Nó chỉ còn một nắp thôi Và khi mình nói vào Thì nó sẽ nằm ở giữa trừ 2 trừ 3 Nhưng mà nó vẫn có xu hướng Ở gần quá trừ 3 <laughs> Tại vì khi mà nó ở gần quá trừ 3 như mày thì Các bạn nói nó sẽ bị vỡ tiếng nó có cơ hội là các bạn để gần này các bạn xoay qua xoay lại cho nó vỡ tiếng cho nên ví dụ nha mình để như nè a a a là, đó thì là vỡ tiếng rồi cho nên bớt xuống bớt xuống nữa hello rồi một hai ba bốn vẫn còn gần tìm, cần, tìm cận trừ ba bớt xuống nữa luôn bốn rồi ok thì mình đảm bảo với các bạn với cách làm này là các bạn vừa xét được là nếu như chúng ta nói nó nằm ở khoảng gần trừ 12 đến trừ 3 và nó có xu hướng gần trừ 3 hơn. Còn khi mà chúng ta yên lặng, chúng ta không nói một thứ gì cả thì nó sẽ Đấy. Nó tịnh. Các bạn sẽ không bao giờ thấy nó trở về mức không có gì đâu tại vì bản thân những cái đồ thế này các bạn mua cái máy này có bao nhiêu tiền? Cái máy này nó có mười mấy triệu thôi. Cái mic này nó có 3 triệu thôi cho nên là cái noi điện nó vẫn có. Cái noi điện của nó là nó vẫn ở đâu đó khoảng đâu đó là cái noise thì nó sẽ nằm ở khoảng đâu đó tầm 20 dB tức là nó dưới cái mức ồn của một căn phòng bình thường nhưng mà nó vẫn có thành ra nó sẽ vẫn biểu hiện trong đây là nó vẫn có tín hiệu điện cho nên các bạn sẽ không bao giờ các bạn hãy trả nó xuống về im lặng tuyệt đối được nhưng cậy đi nhiều đây là quá đủ rồi các bạn khi các bạn lên trên máy tính các bạn xử lý là được hết còn không thì các bạn cũng sẽ không nghe thấy cũng không nhận ra đâu cho nên là đây là cách làm rồi đây là cách setup máy và bây giờ set up xong rồi thì chúng ta sẽ nghe demo nhé. Bóp nè. Đi tiệc mà mang theo cái đồ bắn bông giấy này là sẽ vui lắm luôn á. Má. Chưa gì nó tự nổ rồi. Cái này nó có nhiều màu, nó khá là rẻ cho nên mình mua đủ hết á Xanh, đỏ, tím, vàng gì đủ hết Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách xài nè Các bạn sẽ kiếm ở trong cái bịch này nó có một cái chỗ nó cộm lên giống như thế này nè Các bạn sẽ bóp vô đây để nó bơm cái này lên các bạn sẽ chờ đâu đó khoảng chừng mười mấy giây để cho nó bơm phồng cái này lên đã Sau khi nó tự phồng lên nó sẽ như thế này và sẵn sàng bóp vô Sẵn sàng chưa? Bóp nè Đi tiệc mà mang theo cái đồ bắn bông giấy này là sẽ vui lắm luôn á Thực ra là chúng ta sẽ cần phải gắn cái mic này nè Cái mic mà cục race đó, nó ở trên cái phần ống kính đây là con wireless mi cho nên nó mới có câu chuyện là trong cái cục nhận nó có luôn micro cho nên chúng ta gắn cái này luôn để chúng ta thu những cái ở gần nhưng mà trong những trường hợp mà cái ống kính của các bạn á nó không có cái hút để các bạn gắn cái miếng này lên thì sao hoặc là người mua hoặc là, là ống kính nó có nhưng mà các bạn mua lại thì nó bị mất hoặc là cái chỗ này nó trơn quá nó có bị sụp sạch gì nè thì sao thì ok mình có một cái cọng dây giống như thế này cọng dây này là của Ulanzi à, cọng dây này của Ulanzi mình mua của web Huy Linh gì mình để cái web cái đây này các bạn có thể mua và cái cọng này nó rẻ lắm các bạn cọng này nó có một trăm mấy chục ngàn thôi một trăm hai mươi ngàn gì đó và bên trong đó nó tặng mình nó nói mình mua một bản thì nó sẽ có một bản dài một bản dài và một bản ngắn ha ok thì cách làm của mình như sau rồi cách làm của mình như sau mình sẽ cái bản dài này nè Đấy Rồi, gắn vô như vậy đúng không đúng rồi ok thì mình mở ra mình bọc nó xung quanh cái ống kính ừ. rồi bọc bọc xung quanh cái ống kính như thế này rồi sau đó mình gắn cái mic lên thì nó sẽ không sụp xịt nữa, nó sẽ không có bị di chuyển cái kia nữa, tại vì bên trong cái cái miếng này nè nó sẽ có lót một cái lớp rất là êm, cho nên là khi mà cái miếng này nè nó có sụp sịch thì nó cũng sẽ không có gây tiếng động lên trên đây nhưng mà nó rất là chắc, nó rất là yên, nó rất là yên lặng luôn, cho nên nên khuyến khích các bạn mua một cái giống như thế này, các bạn gắn vào, để cho các bạn xem khi gắn vào nó như nè, nhìn nó cũng đẹp, nó cũng chuyên nghiệp hơn, à, rồi Ok rồi thế thì sau đó còn cục này thì các bạn đem đi đâu các bạn tùy bạn bạn muốn để đâu các bạn để và rút cục các bạn quay các bạn sẽ có một cái miếng cục giống như đây là cái cộng dây ulanji mà mình mua ở chỗ huy linh stop ok rồi đẹp không gắn vô nhìn nó cũng rất là pro chứ đúng không đấy rồi ok giờ quay thử nè và bây giờ mình sẽ khui hộp thật sự cho các bạn xem rồi bây giờ mình sẽ mở hai này lên rồi bây giờ chúng ta đã mở cái hai cái mic này lên rồi chúng ta đã mở một cái mic ở gần trên bàn và một cái mic ở phía trên camera và việc của chúng ta là sau này các bạn làm các bạn sẽ tìm cách giấu cái mic này đi còn bây giờ mình sẽ bỏ cái mic này qua bên bên không phải bỏ qua bên, bên mà kiểu như là di chuyển ra khung hình đi cho nó đẹp cho nó để bạn thấy khung hình ở ngay góc nên nó đẹp ha mình sẽ inbox một thứ mà mình cũng mới mua của UNG luôn Đấy. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ nghe âm thanh Unbox ASMR đến từ chiếc mic Rode để trên bàn và chiếc mic Rode để ở trên camera Và các bạn sẽ nghe âm thanh nó như thế nào nhé. Thank okay. you. Cái sản phẩm mà mình mua ở đây đó, nó là một cái cục rất là hay Rất là hay Để mình gắn với lại uh, smartphone Mình gắn với lại iPhone Bây giờ trước khi gắn thì uh, OK, Đấy các bạn nghe âm thanh của cái cục này Phía sau của nó Phía sau của nó có một cái chốt Một phần tư Đây là thứ mà mình thích là mình muốn tháo Xin lỗi Đây phía sau cái chốt này nó có một cái độ ốc 1 phần tư lúc các bạn mua mới mua thì nó sẽ như thế này trong hộp khui ra trong hộp khui ra thì nó sẽ giống như vậy ừ. đó, đó trong hộp khui ra nó giống như vậy và cái mình thích đó là mình muốn cái này tháo đi được tại vì nhiều khi mình sẽ không cần cái con su này đó. rồi cho các bạn nhìn cận cảnh nha đó. Nếu như mà không có cái micro Ở phía trên cái camera Thì mà khi để vậy nè Các bạn sẽ không nghe được âm thanh nó rõ Giống như mình tắt đi nè Mở lên nè Nghe âm thanh nó hay và nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều rồi mình dùng nó với lại iPhone 15 Pro Max mình có cái ốp lưng UAG và cái nhược điểm của cái lớp ưng UAG là nó dày nó dày vãi luôn này các bạn thấy không nó rất là dày cho nên là mình đã thử nhiều thứ rồi và mình mục thích một cái cục giống như thế này vì nó sẽ hít được nó gắn lên được tripod và nó có sẵn cái ngàm đây là cái ngàm AK Swiss để mình coi coi gắn nó chặt hay không nha đấy hết vô nó như thế này chặt ok rất chặt dạ, 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 dạ. mở này ra cho nó nghe len keng chơi nè ấy nó rất là chắc đây là cái mình thích nhưng mình cũng không thích Việc có nó cho nên mình muốn dẹp nó đi mình chỉ cần như vậy thôi đây đây là cái mình cần mình chỉ cần nó như vậy thôi chính xác là mình cần như vậy thôi hoặc là mình thích nó như vậy nó cài được nhưng mà nó không cần phải quay vô nó quay vậy nè đó đúng rồi đó. đó. nó quay vậy đó đó tại vì khi mình cần nó dọc thì nó là phim dọc còn khi mình cần nó là phim ngang thì nó là phim ngang khỏi có phải cần phải quan tâm đến cái cục đó nữa giờ đó nó là vậy nè nào Oh, ngon 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 đó chính xác đây là cái cục mà mình thích đây là cái cục mà mình cần còn cái gì khui hộp cho các bạn xem nữa không à ok mình khui hộp cái dây ulenzi đi cho các bạn nghe đây là cái dây mà mình nói là cái dây gắn flat này nè đó, cái dây gắn, à, oh, xin lỗi, cái dây gắn uh, con su để gắn mic á, mình gắn mic mình thích, mình thích lắm Rồi, Rồi okay. Thật ra là việc của các bạn là các bạn có thể đặt bất cứ thứ gì đó giấu cái mic này đi. Ví dụ nha, nếu như là mình nha, nếu như là mình thì mình sẽ làm gì nè. Mình mở bàn phím này lên. Chứ mình giấu bà, nó có mic dưới đây luôn. Xong không ai thấy hết không ai biết có cái mic hết đó không có sự tồn tại của cái mic luôn hoặc là bạn sẽ kim một cái gì đó bạn để lên bằng dấu nó ví dụ mình sẽ có một cái tay cầm base 5 cái mình để lên mình để đây cái mình giấu cái mic ở dưới đó đó thấy không? đâu ai biết có cái mic ở dưới đây đâu đó sao đó đây là cái cách mà chúng ta giấu cái mic đi và chúng ta vẫn để gần, gần cái nguồn âm và chúng ta hãy xem chúng ta khui hộp nè khác với lại cái các video ASMA thuần đây là cái cách mà chúng ta làm chúng ta vừa review mà chúng ta vừa có âm thanh hay đó trong đây họ sẽ cho bạn hai bọc dây giống như vậy còn một cái khác ha ok rồi rất là đã đó đó là cái cách mà chúng ta đã setup xong cái ASMR cho video các bạn uh, có hai chỗ mà các bạn cần sẽ coi lại nếu các bạn xem được tới đây và các bạn đủ kiên nhẫn các bạn xem video tới đây đó là một là cái nguyên tắc càng gần càng tốt, hai là xem lại cách xem lại cách mà chúng ta setup mic ở trên cái máy ảnh như thế nào. Ok, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.